Đối xa tại miền sông Nông Po chỉ tràn pi sông Nạp Bom Po là tệ chốn đài sỏi lạnh và pick up robot Mazda chọn ở khung nhôm chụp đẹp chun có đôi chia vừa bọt bằng hai tệ tuông chụp môi nâng và Mazda tập hợp pick up tiếng bấy robot cầm hồn chụp con môi này cứ Mazda BT High sub series năm pi pon mà phải bay hai po so này cứ chia Mazda BT High sub standard series năm pi pon mà phải bay hai chụp này po prophet này cứ Mazda BT 50,023 đôi khi phần tại option Kenzo hai chủng này Porsche đại motor car ẩm na hai prophet off road ní cứ chia Mazda BT 50 Thunderbird chẳng chẳng đăng thà ta đồng lai có đôi chia phim khó khăn riêng model chẳng bảy ní miền ở vây class sôm bóng ôn tam đàn video chẳng ọc ní chẳng nhôm sôm chủng này bóng ôn tha rô dân chẳng bảy prophet ní cứ miền cà ra chăn nạp này càng khăn có đôi chia bùng bẹ và chạy vị chia mà sân có đôi chia spec đôi khi tiếng sòng ở vậy đã khó khăn cứ ca ra chăn nạp này càng cãi chỉ mới nâng ca bùng bẹ accessory xem và khả vì nâng cứ đôi khi tiếng o hai nơi cả một nhôm posonic nhôm sông hai tha BT hai sub standard hai chủng này po propenic cứ BT hai sub cancel hai chủng này posonic cứ BT hai sub Thunderbird chẳng khi nhôm nâng chủng đẹp chốn có đôi chia bằng hai pi rồi dân thì mùi chốn bóng ồn chẳng xong là bóng ồn đã sổ lanh phiếp sổ là mình miền tam có đôi chia miền phiếp rồi nháy bóng ồn ai chơi ra BT High sub standard nơi sổ lôi pi pon chiêng phong bà đời xa một đa tầng bấy ní cứ khó khăn nếp và hai chia pi pon hai chủng này đã bóng ồn cho chất bà phiếp hư ha cái đôi chia phiếp cha chai cái đôi chia time cancel bẹp ní bóng ồn ai chơi ra bà BT High sub cancel hay xong ra bóng ồn đã sổ lanh mơ tới cứ ổng na ca có đôi chia prophet off road nút cứ bóng ổn ai chơi ra dốc và BT High sub Thunderbird chùm này Adam Living BT High sub standard cứ đồng lãi $40,000 hai chùm này BT High sub prophet cancel cứ đồng lãi $42,000 hai chùm này Thunderbird có đồng lãi $42,000 đấy chẳng bóng ổn ai bị trả ná có đôi chia kết cú từ tam ca cua rồi bỏ bóng ổn ok lấy của mọi khát pel du bóng ổn anh chơi một mơ và prophet standard sân ai trong phố bóng ổn đã sờ lanh phiếp sờ lá ai chơi ra dốc và standard này tới cứ đồng lãi khó khăn pi pon đồng lãi trăm tai $40,000 tai pano ai xong bị chết tha pel rồi dân này trên từ bóng cứ đồng lãi rồi hồ tới đo $45,500 anh nó nơi này càng mục này cứ miền ca ra chăn nát art miền tén và sân bờ dương college mơ mà plate bóng ổn và hai chia kết tha có đôi chia mơ tới chục lăm chỉ mùi năng si x buồn đời xa rồi dân này cứ design cắt từ rock và si x làm buồn design bài khô độ design hai càng mục này cứ miền ca ra chăn nát art miền tén chỉ bị xe nhôm sờ lạnh chỉ mùi năng pana rồi bỏ vía bài chốt bài này chỉ mùi năng logo rồi bỏ Mazda chùm luôn một crop bộ chỉ mùi năng chủng kiêng cốt chùm luôn một crop còn đài hai cho mà đo này càng cao này cứ chỉ prophet Fox Lam đại miền rồi hồ từ đó bấy và hai năng miền sensor nơi này càng mốc rồi hồ từ đó buồn ảnh nó bà hai nơi này càng khăn ông pol này cứ miền dimming pleung dimming rơm dùng ráp bùng plư pèl ngay cái đôi chỉ pèl dục phẳng đài và sân bà dương có lấy mơ này chùm hiên rồi bỏ Mazda BT High sub standard cứ miền phiếp sát miền tên đời xa tài mình miền bùng pè nhẹ nhảy tế bà cứ miền chỉ mùi năng dán bẹp sport và design máu cứ miền phim trust art chỉ muốn nâng tùm hôm rồi hồ tờ đọt đọt bằng bấy anh bộ chỉ muốn nâng chun nón sầm rạp tròn lang phòng đá ở vậy đa sầm khăn cần chọn đi cứ miền propon các đào ô tô nên không cần chọn nâng có miền propon blind sport monitor phòng đá chuối chùm núi nửa pè đá miền rột dân và trên cứ dân ách khơi phơn nơi này cần chọn đi hai percent bài dân của lên một mơ này càng cao rồi bỏ Mazda BT High sub và pet standard này cứ miền ca ra chăn nát art miền tên chỉ mùi nâng ca design và stop prophet LED bẹp slab sáp chỉ mùi nâng aso BT High sub chỉ mùi nâng ca bùng pẹ chỉ mùi nâng sensor cho chùm luôn buôn crop bóng đá nơi này càng cao ní chỉ mùi nâng ca bùng pẹ chỉ mùi nâng aso buôn quân nâng buôn và trẻ tha rồi dân này cứ đồng na ca đói bông pí nâng miền propon capita bóng đá chùm này nơi này còn đa này cứ miền camera chùm luôn một crop buộc chỉ mùi nâng logo chỉ mùi nâng đai phía sầm rạp ba club này càng cao này ok chẳng BT High sub standard cứ miền tại phần năng té lỡ bóng ôn à trồn một mơ BT High sub cancel wing đời xa tại nhom thọt nơi cái lạnh đá hay ngày trăng trồn chẳng và hai chia rụp hiệp ก็ โดย ជា គុណភាព វីដេអូ មាន ការ ខ្វះខាត អញ្ចឹង សូម មេត្តា អធិស្ឋាន ផង ដែរ បាទ ប្រសិន បើ យើង ក្រ លេខ មក មើល BT 50 ប្រភេទ Kenzo នេះ គឺ មាន ភាព ស្រស់ ស្អាត ដោយ សារ តែ មាន ការ រចនា ជាមួយ នឹង តាម Kenzo ក៏ ដូច ជា បាន បំពាក់ ជាមួយ នឹង កង់ alloy ប្រភេទ ខ្មៅ ហើយ នឹង មាន បាទ សុំ កង់ ពត់ ជុំវិញ ផង ដែរ ទាំង ក្រោយ និង ផ្នែក ខាង មុខ បាទ hai chồng pua này càng cào này có bàn bóng pẹt chìm mùi nước sport ba pò khmau để thưa ở rồi dân này càng tại miền phía sọt sạt bà chồng pua này càng cào này cứ dương bàn bóng pẹt chìm mùi nước sport ba ai sport ba này từ sân bà dương bóng pẹt nơi càng cào có đồng lại mùi quan chiêng ấy đài ai ở vậy đài khu ở sọt sạt mùi tiếng nốt chìm mùi nước cam bóng pẹt chìm mùi nước tam Kenzo nơi lơ ở so buồn con đường buồn này អញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងក្រៅនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេដោយសារតែមុននឹងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើ BT 50 ប្រភេទ standard ទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនគឺចង់ជម្រាបអំពីភាពខុសគ្នារវាង model Kenzo និង BT 50 standard អ្វីដែលខុសគ្នាទី1 គឺ ប្រភេទ កង់នេះគឺជា ប្រភេទ កង់ alloy ទំហំរហូតដល់ 18 អ៊ីញ ពណ៌ខ្មៅ ហើយមើលទៅកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាត អ្វីដែលខុសគ្នាមួយទៀតគឺ ស៊ុមកង់ផ្នែកខាងលើ ចំពោះ BT 50 standard គឺពុំមានទេ ហើយចំណុចទី 3 នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតាមផ្នែកជំហៀងក៏ដូចជាជុំវិញរថយន្ត ចំពោះចំណុចដែលខុសគ្នាធំបំផុតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Sport Bar ផ្នែកខាងក្រោយនេះ ចំណែក BT 50 Standard គឺពុំមានទេ ចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតដែរគឺការបំពាក់ជាមួយនឹងជ័រពណ៌ខ្មៅនៅផ្នែកជំហៀងរបស់ទ្វារនេះ ហើយចំណុចខុសគ្នាចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Front Bumper គឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទនេះបងប្អូនណា គឺកាងផ្នែកខាងមុខ ចំពោះ BT 50 standard គឺអត់មានទេ ចំពោះ sensor ក៏ដូចជាការបំពាក់ជាមួយនឹង fog lamp និងចង្គៀងជាមួយនឹងការរចនាប៉ាណាផ្នែកខាងមុខគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដង អូខេ ឥឡូវយើងចូលមកមើល BT 50 បាទប្រភេទ Thunderbro អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការលេងជាមួយនឹងកាងផ្នែកខាងមុខនេះបងប្អូន គឺមើលទៅស្រស់ស្អាតបែបអំណាចកាចប្រភេទ off road តែម្ដង ហើយសូមបញ្ជាក់ថាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងលេងមកពីរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដង មិនមែនយើងលេងនៅស្រុកខ្មែរទេហើយមើលទៅគឺរឹងមាំហើយក៏ដូចជាមានសម្រស់កាន់តែស្អាតសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រភេទ off road ក៏ដូចជាចូលប្រៃញឹកញាប់ទិញប្រភេទ Thunderbro នេះដឹងតែត្រូវតែម្ដងហើយមានអក្សរដាក់ថា BT 50 បាទហើយនឹងមាន sensor ហើយចំពោះ sensor នៅផ្នែកខាងមុខនេះក៏មានរហូតដល់ 4 ដូចគ្នាបងប្អូនហើយចំពោះ fog lamp វិញក៏មានរហូតដល់ 3 កំណាត់ដែរប៉ុន្តែ fog lamp របស់ BT 50 standard ហើយនឹង បាទ Kenzo គឺនៅមួយជួរតែចំណែក Sandra នេះប្រភេទមួយទៀតគឺនៅខាងនេះវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដោយសារតែ BT 50 standard គឺ 3 តម្រៀបគ្នាចុះមកក្រោមប៉ុន្តែ Sandra គឺដាក់នៅចំហៀងនេះវិញអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតខុសជាមួយនឹង បាទ 2 model ខាងលើគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង់ កង់នេះគឺ BT 50 standard ហើយនឹង Kenzo ដោយសារតែមើលទៅគឺវាមានភាពស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាមានបំពាក់ជាមួយនឹងអក្សរដាក់ថា BT 50 ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះអ្វីដែលខុសគ្នាមួយទៀតគឺបាទ Sport Barរបស់ BT Kenzo គឺជាប្រភេទ Sport Bar ធម្មតាប៉ុន្តែ Sport Bar របស់ Sandra នេះគឺជាប្រភេទ Sport Bar Off Road តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ Off Road គឺដឹងតែត្រូវបាច់តែម្ដង អញ្ចឹងគឺលក្ខណៈខុសគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចំពោះផ្នែកខាងក្នុងក៏ដូចជាការរចនាផ្សេងៗគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននៅផ្នែកខាងក្រៅគឺមានភាពខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ថាផ្នែកខាងក្នុងនេះ model ទាំង 3 គឺមានការរចនាដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងមិនមានអ្វីខុសគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតែមួយគឺដឹងទាំងអស់តែម្ដង ទ្វារនេះគឺមានបំពាក់ជាមួយនឹងស្បែកពណ៌បែប brown បងប្អូនណា គឺខ្មៅលាយជាមួយនឹងពណ៌ត្នោតហើយចំណែកកៅអីខាងក្រោយនេះគឺមានចំនួន 3 ដែលយើងអាចជិះបានគ្នា 3 នាក់ណាបងប្អូនហើយក៏មាន armrest សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ដៃនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់អីអញ្ចឹងទៅហើយការរចនាពូកស្បែកនេះគឺស្អាតមែនទែនហើយមានភាពធំស្រឡះល្អមែនទែនហើយខាងក្រោយនេះក៏មានបំពាក់ជាមួយនឹង bà mà xin để chép này càng cào bằng đá đại dương ai sẽ để bàn rồi hỗ trợ đào pì nấm bón bột rùm chìm muối nâng đôi USB sum rạp bà mình cho mô tu ra sáp bột rùm chìm muối nâng cả lại dương tục tua sáp anh nam bông ôn bà hai ca đại chấn nào đồng bố là bông ôn cứ bỏ màu bột rùm chìm muối nâng đầy bà cả lại dương cắn láng anh nam bông ôn cứ xua mình tên hai ở vậy đại thưa ở rồi giờ ní miền Việt khó khăn chìm muối nâng rồi dân bà bập hết pick up sen cái đôi chia bà bông pin សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តតន្ត្រីគឺការបំពាក់ជាមួយនឹងសារាវសោននៅផ្នែកខាងលើនេះចំនួន ទៀងទៀងថែមួយកម្រិតទៀតបាទហើយចំពោះកៅអីប្រើដៃទាញណាបងប្អូនមិនមែនជាកៅអីប្រើអេឡិចត្រូនិកទេ ហើយចំពោះបាទតាប់ឡូវិញគឺរចនាជាមួយនឹងស្បែកពណ៌ខ្មៅបូករួមជាមួយនឹងបាទការ កន្លែងដាក់កៅទឹកបានចំនួន គឺក្តោបដងខ្លួនបានល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក៏ដូចជាចូលចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើររយៈពេលវែងគឺកៅអីនេះជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមែនតេនហើយចំពោះការរចនាផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតបាទនេះកូនសាវរបស់វាគឺមានរហូតទៅដល់ បង្ហាញអំពីរបៀបដេបញ្ឆេះពីចម្ងាយបន្តែឥឡូwបងប្អូនអាចមើល ក៏ដូចជាការរចនាផ្នែកខាងក្នុងសិនបាទពេលដែលយើងដេមកគឺចេញ BT 50 បាទស្វាគមន៍ម្ចាស់តែម្ដងក៏ដូចជាចេញរូបឡានហើយនឹងព័ត៌មានជាច្រើននៅលើនេះហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរកុងទ័ររបស់ Mazda BT 50 នេះគឺមានរហូតដល់ 2 ប្រភេទ បាទកណ្ដាល នេះគឺជាប្រភេទ Digital ដែលបង្ហាញទៅលើកម្រិតសាំង ក៏ដូចជាកម្រិតកម្ដៅ option មួយចំនួនទៀតហើយចំណែក counter ប្រភេទ analog នេះគឺមានរហូតដល់ 2 គឺប្រភេទបាទ counter វាស់ល្បឿនហើយនិងប្រភេទ counter វាស់កម្ដៅផងដែរចំណុចដែលតាក់ទាញក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង អេក្រង់ ដ៏ធំរបស់ BT 50 បាទគឺទំហំរហូតដល់ 9 អ៊ីនច៍ដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto បានដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែ ហើយនៅពេលដែលយើងដាក់លេខ R គឺបង្ហាញកាមេរ៉ាដ៏ច្បាស់បាទនៅលើអេក្រង់ដ៏ធំនេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់បងប្អូនដែរគាត់សួរថាតើ BT 50 Kenzo ក៏ដូចជា BT 50 Standard នេះមានប្រព័ន្ធកាពីតាសអត់ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគឺមានរហូតដល់ 3 ជម្រើស អញ្ចឹង option ទាំង 3 នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវ 2H គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្លូវធម្មតាហើយចំណែក 4H នេះ គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផ្លូវដែលមានភក់ក៏ដូចជាមានថ្មបាទលក្ខណៈតិចតិចហើយចំណែក 4L គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផ្លូវដែលមានភក់ខ្លាំងបាទជាប់ផុងខ្លាំងក៏ដូចជាមានថ្មខ្លាំងគឺយើងប្រើ 4L អញ្ចឹង option ទាំង 3 នេះគឺបងប្អូនអាចប្រើទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវជាក់ស្ដែង ហើយចូលមកដល់កន្លែងចង្កឹះលេខនេះបងប្អូនមាន option មួយចំនួនផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងបាទទប់លំនឹងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ lock ប៉ងក៏ដូចជាកន្លែងអក្សរ P off នេះគឺកន្លែងបិទ sensor បាទបិទ sensor នៅពេលដែលបងប្អូនបើកនៅក្នុងក្រុងវាលឺទីតតទីតនៅពេលដែលរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូផ្សេង មកជិតរថយន្តរបស់បងប្អូនលឺទីតតពេកបងប្អូនអាចចុចបិទកន្លែងនឹងបាន ហើយសម្រាប់ប្រាំងដៃវិញគឺនៅកន្លែងនេះ nghi sủa ở bom on đặt prang đáy cứ nơi những đáy rồi bom on tại đó ai cho mà đo cái này đi với cứ cái này đại dương ai đại bàn bàn mua chùm luôn cái đôi chia sầm ra đáy nửa pe đại dương phơi đầm ná phòng đài bây giờ này giờ ông pi đáy chừng cột này cứ chia prophet chừng cột bẹp mua clam là all maintain hai miền bột tông chỉ tràn cho bên chia từ lớn đi bà miền bột tông bên chia từ lớn propon music cái đôi chia miền voice comment phòng đáy hai năng bột tông sầm ra lợt đạn tu ra sập hai nợ này càng chơi như vậy cứ miền bột tông cruise control bom on top tại khơi bà rồi dồn sen cruise control nợ cái này đi bên tai rồi dồn xử lý thay rồi bỏ dơn cứ miền cruise control bột tông nợ lợt đáy chừng cột tại mặt đòn chẳng bom on đại cho chất pra bà propon cruise control cứ đăng tại pin chất mùi rối phê rối tại mặt đòn mùi bên tiết đáy chúng nói đặt nhóm sở lạnh bóng phót tệ tôn chủ mùi rốt dồn ní đời xa nhóm chia đại chi rốt dồn BT High sắp Kenzo sở đi chân nàm phí bọn một phái bây ní tốt cứ bẹ bọn chìa mùi nâng speaker rốt bỏ rốt dồn sở đi thầm mây rốt bỏ dồn cứ miền rốt hô tờ đọ bảm bấy crop nơi chùm hiên mà anh chùm nôn mũi nơi chùm hiên ní mùi tiết hai nơi kháng chuen pi tiết hai nơi lơ đồng bố pi tiết cứ bảm mùi hai chùm này bà pi crop tiết nơi này kháng kroi ní vì này khẳng khảo này chúng luôn phí crop tiền chẳng bóng ôn đại cho chất đồn trái á đăng tại trời tại mặt đòn ok là dân cho mặt đỏ này mà sân tại mặt đón nhưng xôn phải chịu bóng ôn tha rồi dân Mazda BT High sắp sẽ đi thay này bóng vẹn chỉ môi năng mà sân mà sốt chúng nó bay cho xôn lít buôn xì lắng nâng miên tẹ bô phong đài hai mà sân này tiết sao cứ ai phải lật cùng lắng xe bàn rồi hỗ trợ đo mùi rồi cao sắp horsepower nâng cùng lắng rồi mua buôn rồi hạ sắp newton mét phong đáy xung ra rồi dễ trong ngày mùi rồi km cứ si pren internet trâm tái pram pi tới pram bay lít tai bà nó ở lời dân mà mơ bà bọn đề bánh chè pi trong ngày đã miền lờ Mazda BT hạ sắp sẽ đi thầm thì môi cứ dân cho lọc ní thì pi cứ dân cho khẳng lơ ní ở cho bà hai chứ buôn pram vinity tới rồi dân nâng đề bánh chè ao dương tại mặt đòn nè bóng bóng lô vậy hai nửa pe để dương chọn cho một lột vĩnh cho bà ăn lọc hàng khóm đi mùi tới viên nông một lột ao dương tại mặt đòn chẳng sầm nạp bóng bóng đại miền bóng non chọn chiêu cái đôi chi chọn xạ xua po rồi miền bóng tham bóng bóng ai chơi một đo showroom rồi bóng Mazda to rồi ai tụm nè tụm non tam rồi dẹt lê tura sáp đôi miền bóng hai nửa lơ ekran chỉ trong cái khi nhom xôm ao cún sầm nạp cà cho tua sana hai complex cho subscribe ចុច follow និង share ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា